Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Thiện Family. Và hôm nay em xin chia sẻ đến với cả nhà cách nấu nước lá tía tô sao cho nó đẹp mắt cũng như là ngon. Lá tía tô nó có rất là nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, như là hỗ trợ điều trị bệnh gút nè, hay là đau dạ dày, hay giảm cân, giảm sốt. Còn về sắc đẹp á, thì nó sẽ giúp trắng da và hỗ trợ điều trị các cái vết nám cũng như là chống lão hóa rất là tốt. Và ngoài ra thì còn có rất là nhiều công dụng tốt khác nữa, cả nhà có thể lên trên Google để tìm hiểu nhé. Và lá tía tô này mình có thể là ăn sống hoặc là dùng để chiên trứng hay là nấu nước uống. Nếu mà nhiều thì mình nấu nước uống hàng ngày, và cái gì cũng vậy, nhiều thì nó không có tốt, nhưng mà mình uống đủ liều thì nó sẽ rất là tốt. Và lá tía tô này cũng rất là dễ trồng cả nhà. Em trồng có vài cây trong chậu thôi mà nó tỏa ra rất là nhiều. Và khi mà nó đã ra hoa như thế này nè, thì mình sẽ cắt cái phần nhánh luôn, cắt ngang cái một khúc nhánh cho nó sâu sâu xuống, và mình đem đi nấu nước. Thì cái nhánh đó nó sẽ ra lại nhánh con. Và để biết cách làm như thế nào thì bây giờ mời cả nhà cùng vào bếp nấu với em nhé. Nguyên liệu thì mình chuẩn bị 500g lá tía tô. Và nước lá tía tô này có đậm màu hay không là phụ thuộc vào cái màu lá này cả nhà. Lá màu xanh xanh như thế này thì nó sẽ ra cái màu hồng nhạt thôi. Còn nếu như mà cái màu lá mà nó tím sậm thì sẽ ra cái màu hồng đậm rất là đẹp. Nếu như mà mình muốn ra cái màu đậm đẹp thì mình chỉ dùng cái phần lá thôi, không có dùng cái phần thân. Nhưng mà ở đây thì em dùng cả lá cả thân luôn, tại vì mình nấu nước uống mà, mình đâu có cần phải ra cái màu đẹp hay là gì, chỉ cần là tốt cho sức khỏe là được. Và bây giờ thì mình sẽ đem đi rửa cho nó thật là sạch, sau đó để ráo. Mình cho nước lên bếp và nấu cho nó sôi. Mình cho 1,5 lít nước. 1,5 lít thì mình có thể uống được 2 ngày, một ngày 750ml là vừa đủ, cũng không nên uống nhiều quá. Nếu như mà ai muốn giảm cân á thì mình sẽ uống trước bữa ăn 30 phút, còn uống về các cái phần khác đẹp da hay là chống lão hóa hay là những cái tốt cho sức khỏe thì mình sẽ uống sau bữa ăn. Và một bữa như vậy thì mình chỉ cần uống 1 ly thôi là được. Khi nước sôi rồi thì mình sẽ cho lá vào để nấu, và mình nấu trong vòng 15 đến 20 phút để cho nó ra hết cái màu. Sau đó thì mình sẽ lọc lấy cái phần xác. Và nếu như mà nhà mình mà ai mà tiết kiệm nữa thì mình có thể nấu thêm một nước lần thứ hai nữa. Và anh chị nào chỉ nấu riêng cái lá thôi, không có lấy phần thân á, thì khi luộc xong mình có thể lấy cái lá đó mình chấm với nước tương hay nước mắm để ăn cơm cũng rất là ngon. Mình cho 150g đường vào, đường thì tùy ý. Mình dùng ngọt thì mình sẽ cho đường nhiều, mà ít ngọt thì mình sẽ giảm đường lại. Và khuấy cho nó tan. Sau đó để cho nó thật là nguội. Khi nước đã nguội rồi thì mình sẽ vắt một trái chanh vào. Và cả nhà thấy không, khi mà vắt chanh vào một cái là nước nó sẽ chuyển màu. Nước nó chuyển sang màu hồng rất là đẹp đúng không ạ? Và cả nhà mình có thể là để vào tủ lạnh, và khi nào mình uống thì mình vắt chanh cũng được. Sau đó thì mình sẽ cho vào trong chai để vào trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. Và nếu muốn uống ngon hơn thì mình sẽ cho thêm đá vào. Và như vậy là em đã chia sẻ xong cách nấu nước lá tía tô rồi. Nếu các cô bác anh chị thấy chia sẻ của em hay thì nhớ like và ấn đăng ký kênh để xem và theo dõi những cái video tiếp theo của em nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.